Những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thuộc tiểu bang Michigan đã về thành phố Detroit để tham dự kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Một số đại diện cựu quân nhân từ tiểu bang Ohio và hội sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức tại thành phố Toronto, Canada đã đến. Đại diện Chapter 9, dân biểu Martin Horlach, người bảo trợ cho nghị quyết ngày quốc hận đã được Hạ nghị viện tiểu bang Michigan thông qua, cũng đã có mặt trong buổi lễ. Ông đã chính thức trao nghị quyết này đến cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Michigan. Ngày kỷ niệm quân lực 19 tháng 6, đêm là đêm của tình thương. Vẫn như mọi năm, sau khi trừ các chi phí tổ chức, số tiền thu được sẽ gửi về để giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Bài hát mang đến nhiều cảm xúc nhất cho mọi người. Anh không chết đâu em, do ca sĩ Thanh Lan trình bày. Anh không chết đâu, anh chỉ về với mẹ mong con. Ánh Minh sống động với những ca khúc trẻ, các ca sĩ địa phương cũng đã góp lời ca tiếng hát. Họ không nhận thù lao để ban tổ chức có thêm tiền giúp cho các chú, các bác, những người đã hy sinh một phần thân thể của họ trong cuộc chiến đấu bảo vệ nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Việt Hải tường trình từ thành phố Detroit, tiểu bang Michigan.